Thưa quý vị, một trong những vấn đề đang tác động trực tiếp và ngày càng lớn đến môi trường hiện nay đó chính là biến đổi khí hậu. Câu hỏi đặt ra lúc này là với biến đổi khí hậu thì cuộc sống trong tương lai của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Mới đây thì một nghiên cứu của Trung tâm Khí hậu Hoa Kỳ về sự di chuyển của các thành phố đã được công bố. Trong đó thì có những dự báo cho thủ đô Hà Nội. Biên tập viên Thảo Linh, Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo Thiên tai sẽ phân tích về vấn đề này. Vâng, xin được mời chị Thảo Linh. Vâng, thưa anh Quý Bằng, thưa quý vị khán giả. Hà Nội và cả miền Bắc đang trong đợt nắng nóng đỉnh điểm. Nhưng trước đó đầu hè lại là những ngày lạnh hiếm gặp. Rõ ràng là quy luật khí hậu đang thay đổi và những hiện tượng cực đoan sẽ còn thất thường hơn trong những năm tới. Thậm chí là sự dịch chuyển khí hậu của các thành phố cũng đã được tính đến. Vào cuối thế kỷ này thì có thể sẽ có những vùng đất thuộc Trung Đông con người không thể sinh sống được. Còn với thủ đô Hà Nội sẽ ra sao? Tôi xin chia sẻ ngay sau đây. Có hai kịch bản được đặt ra. Nếu như chúng ta cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính ở mức trung bình, đến năm 2100, mùa hè của thủ đô Hà Nội có thể gay gắt, giống như New Delhi, Ấn Độ. Nhiệt độ cao nhất trung bình đạt 40,5 độ. Còn nếu như chúng ta không chịu cắt giảm phát thải, và với cái đà phát triển như thế này, thì đến cuối thế kỷ, Hà Nội có thể giống chảo lửa Faisalabad của Pakistan, nơi nhiệt độ cao hơn là 41 độ. Và thực tế thì giá trị nhiệt lịch sử ở cả hai thành phố đều đạt tới 48 độ. Và hãy cùng xem những hình thực tế. New Delhi, Ấn Độ, mỗi mùa hè khoảng 27 triệu dân phải chống chọi với nắng nóng. Nhiệt độ thường xuyên cao 38-40 độ. Đợt nóng kỷ lục năm 2015, nhiệt cảm nhận lên tới 50 độ. Nhựa đường tan chảy, người dân đổ dồn đến các đài phun nước. Khốn khổ nhất là ở những khu ổ chuột. Không điện, thiếu nước sạch. Người dân phải sống trong các nhà mái tôn tạm bợ với nhiệt độ còn cao hơn ngoài trời. Pakistan mỗi năm có hàng trăm người thiệt mạng vào mùa hè. Nhưng năm 2015, thảm kịch đã xảy ra khi nắng nóng trùng đúng vào tháng Ramadan. Hơn 1.500 người ở nhiều thành phố như Karachi, Lahore, Faisalabad đã tử vong vì nhịn ăn nhịn uống dưới cái nắng như thiêu đốt. Các nhà xác chật cứng thi thể, người sống không đủ tiền để chôn cất những người thân đã mất. Với thủ đô Hà Nội, những ngày đầu tháng 6 cũng đã ghi nhận liên tục những kỷ lục mới về nắng nóng, 41,5, 42, rồi 42,5 độ. Ngày càng xuất hiện nhiều giá trị nhiệt cao hơn trong những năm gần đây. Còn trong tương lai, mùa hè có thể sẽ kéo dài hơn và giá trị nhiệt này sẽ lặp đi lặp lại. Thậm chí là theo kịch bản phát thải cao nhất RCP 8.5 mà Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố vào năm 2016, thì đến cuối thế kỷ, nhiệt độ tối cao trung bình năm của Hà Nội có thể sẽ tăng thêm từ 3 cho tới gần 5 độ. Như vậy là không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện mức nhiệt kỷ lục xấp xỉ 48 độ. Hãy nhớ, đây là con số được đo trong lề khí tượng, có mái che và cách mặt đất tới hơn 2 mét. Còn nếu như đặt ra giữa trời, cộng thêm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, thì cảm nhận sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều. Hãy tưởng tượng thủ đô Hà Nội của năm 2100, những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Khi đó thì những bức tường kính sẽ hấp thụ một lượng lớn nhiệt lượng từ mặt trời. Rồi đường nhựa, mặt đường bê tông cũng sẽ giữ nhiệt. Chưa kể là khói bụi và hơi nóng phả ra từ ô tô, xe máy cũng sẽ khiến Hà Nội giống như một cái lò sấy. Và trời càng nóng thì điều hòa càng được sử dụng nhiều. Nhưng rồi chính hệ thống làm mát này lại thổi khí nóng ra môi trường và làm cho nhiệt độ tăng thêm. Tất cả cộng dồn lại có thể khiến cho nền nhiệt ở vùng trung tâm thành phố cao hơn từ 7 đến 10 độ so với khu vực lân cận. Và tình huống xấu nhất là đến 2100, nhiệt độ ngoài trời mà chúng ta cảm nhận được có thể sẽ lên tới 55-58 độ. Không khí bức bối, ngột ngạt sẽ kéo dài cả về đêm khi mà hơi nóng không thể thoát đi. Và điều kiện như vậy thì sẽ tác động rất lớn tới sức khỏe con người. Theo Cục Thống kê năm 2016 tại Hà Nội, số lao động cố định và lưu động ở ngoài trời lên tới 281.900 người, chiếm 1 phần 10 tổng số lao động trên 15 tuổi, là đối tượng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ những đợt sóng nhiệt. Nếu nhiệt độ môi trường làm việc vượt quá 30 độ và độ ẩm trên 80%, Bộ Y tế đã khuyến cáo là những người làm việc nặng nhọc ngoài trời như công nhân, thợ xây, người bán hàng rong sẽ phải thận trọng. Ở càng lâu dưới nắng nóng gay gắt mà không có biện pháp bảo vệ, thân nhiệt sẽ tăng nhanh, cơ thể vã mồ hôi, mất nước, nhẹ thì bị chuột rút, nặng hơn là kiệt sức, lả nhiệt, còn nghiêm trọng nhất là đột quỵ, tử vong. Ngay cả những người làm việc nhẹ như nhân viên văn phòng cũng bị ảnh hưởng nếu mất điện xảy ra, không có quạt và điều hòa làm mát. Khi nóng bức kéo dài cả đêm, cơ thể sẽ khó phục hồi. Nhiệt cao khắc nghiệt còn làm bùng phát lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, hô hấp, tiêu chảy, đe dọa các bệnh nhân tim mạch, huyết áp. Nóng bức cũng sẽ kích động mây dông phát triển, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa to, gió giật mạnh và những trận siêu dông hiếm gặp như từng xuất hiện năm 2015 có thể sẽ xảy ra nhiều hơn. Hoàn toàn có thể xảy ra.
Nếu như cộng cả hai cái hiệu ứng, hiệu ứng thứ nhất tức là cái hiệu nóng lên toàn cầu, hiệu ứng thứ hai là cái hiệu ứng đảm nhiệm thành phố. Và đó chính là một trong những cái thách thức của loài người nói chung và thách thức cho dân Việt Nam nói riêng, hoặc là Hà Nội và cụ thể hơn, rằng là nếu điều đấy xảy ra, chúng ta cần phải lường trước được mọi cái khả năng, mọi tình huống để ứng phó. Vâng, đang trong đợt nóng lịch sử mà đón nhận những thông tin như vậy quả thật là đáng sợ. Chúng ta cần phải làm gì để chuẩn bị cho tương lai? Chúng ta có thể đầu tư nhiều tiền bạc cho con cái học hành. Chúng ta cũng có thể làm việc cật lực để tạo lập cho thế hệ sau một gia sản tốt. Thế nhưng có cố gắng đến bao nhiêu thì cũng không thể đạt đến một cuộc sống chất lượng nếu như môi trường sống không trong lành và thân thiện. Rõ ràng là mỗi chúng ta cần thay đổi cách sống, cách ứng xử với môi trường để con cháu chúng ta có thể đón nhận một tương lai bền vững. Vâng, xin trở lại với anh Hữu Bằng với những tin tức tiếp theo. Vâng, xin được cảm ơn chị Thảo Linh. El cambio climático es el desafío más apremiante que enfrenta la humanidad. La evidencia científica indica que la tendencia en el aumento de la temperatura del planeta se atribuye en gran medida a la actividad humana. Los impactos del cambio climático ya son una realidad en las ciudades, donde se genera el 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Además, sabemos que hacia 2050, cerca del 80% de la población del mundo vivirá en otros centros urbanos, por lo que la batalla contra el cambio climático debe iniciar en las ciudades. De no tomar acciones ahora, las consecuencias podrían ser catastróficas para el medio ambiente y se afectaría en gran medida la calidad de vida de todos los habitantes del planeta. Afortunadamente, podemos evitar que estos escenarios se vuelvan una realidad. Cada vez son más las ciudades del mundo que han asumido el compromiso y la responsabilidad de tomar acciones concretas para hacer frente a este reto. Más de 600 ciudades que representan a cerca de 500 millones de habitantes en el planeta se han comprometido a mitigar las emisiones de contaminantes responsables del cambio climático. Debemos repensar el modelo de desarrollo de las ciudades hacia un desarrollo verdaderamente sustentable, que además contribuya a reducir inequidades sociales y promueva la equidad de género. Invito a las ciudades del mundo, a los ciudadanos, a trabajar juntos por un futuro sustentable, resiliente y bajo en carbono. Estoy convencido de que con acciones locales podemos alcanzar metas globales y lograr un mundo mejor para nosotros y para las siguientes generaciones.